Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một video tin tức bằng giọng đọc chuẩn năm 2020 nhé. Các bạn thường thường là các bạn nếu các bạn một số bạn là chưa muốn làm một video tin tức nhưng cách giọng đọc của bạn chưa được thanh thoát, giọng đọc của bạn không được trôi chảy, giọng đọc của bạn nó mang tính khó nghe hoặc là thế này thế kia thì các bạn có thể tự tin các bạn làm một video tin tức bằng giọng đọc này để mình giới thiệu. Thì cái video này thì mình thì các bạn sẽ làm được cái video có giọng đọc chuẩn ba miền Nam Bắc Trung và có giọng nam giọng nữ rất nhiều giọng đọc khác nhau có để các bạn lựa chọn thì bây giờ ta tiến hành vào tiếp tục nhé. Các bạn nên xem hết video để tự để hiểu được cách làm đấy, các bạn phải xem hết video và các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Để bây giờ bắt đầu mình vào mình làm nhé. Đây thì bây giờ mình mới làm thì bây giờ các bạn vào một cái trang web thì các bạn vào trong web là đây này, các bạn vào trong web FPT nhé, FPT.ai đấy, thì các bạn vào cái FPT.ai thì cái này thì trước khi các bạn vào đây thì người ta giới thiệu thì các bạn các phần giới thiệu các bạn có thể chọn tiếng Anh. À, tiếng Việt đấy, model để các bạn đã đăng ký nhé. Đây container thắng đây này đây. Thì các bạn chọn là tiếng Việt tại đây, tiếng Việt thì các bạn có thể chọn tiếng Việt đấy, trí tuệ nhân tạo toàn diện đột phá cho quy trình doanh nghiệp đấy, các bạn cái hàng với trợ lý ảo thông minh đấy, rất thông minh đấy, chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt với ngữ điệu tự nhiên này, tự nhiên rất tự nhiên chứ không phải là văn bản tiếng Việt chính xác và nhanh chóng. Đấy, đây là phần giới thiệu. Các bạn có đăng nhập đăng ký, sau các bạn đăng ký nhé, ký bằng tài khoản Gmail. Đây, Gmail của các bạn vào Gmail các bạn xác nhận lại là các bạn làm được thôi nhé. Thì các bạn xác nhận lại là được thành công rồi, rất đơn giản với đăng ký. Thì bây giờ mình vào cái này. Mình đăng ký sẵn rồi. Đây thì mình vào thế này là này. Thì cái phần mềm này tech tech to spec này. Các bạn vào tech to spec thì miễn phí đến muốn phí được 500 ký tự một tháng nhé. Còn các bạn mà mua thì là sẽ cũng không đắt đâu. Thì các bạn không đắt 200 ngàn thoải mái dùng về 500 ngàn ký tự nhiều lắm, các bạn làm hay giỏi lắm đến 1-2 ngàn vài ngày các bạn làm một cái video một vài ngàn thôi, tin tức ngắn. Ví dụ đây mình bây giờ nhé, bây giờ cái này thì không phải ghi âm ghi ức gì hết, các bạn ghi luôn. Thì đây bây giờ là các bạn copy một cái thông tin vào đây, các bạn nhớ là cái này là các bạn phải soát lại âm điệu nhé, soát lại chấm phẩy nhé, chúng ta đọc mới chuẩn được, không có các bạn có đọc dài dòng là đọc nó không 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 chuẩn được đâu. Đây này, ví dụ như mình copy cái này cái tiêu đề đi đã, giờ mình xuống dòng đây, ok đấy, cứ thoải mái đi đây 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 mình copy một đấy một tí thôi đấy. Xuống rồi. Về đây thì ở đây chỉ các bạn có cái phần tốc độ, thì các bạn thích nhanh hơn thì các bạn có thể chuyển thành một không đến một thôi, đến hai đến ba chứ còn thì không này. Đấy, mình thích mình để như không đọc nó vừa, còn một thì đọc nó nhanh, nó rất nhanh đấy, thì các bạn để theo dõi các bạn nghe rồi các bạn mới biết được là thế nào nhé. Đây thì mình lấy một cái giọng đọc đầu tiên đó là cái nữ ban mai miền Bắc thì mình tạo này. Giờ các bạn bấm tạo đọc nhé. Thế nó tạo cũng nhanh thôi, cũng không lâu đâu. Nhưng mà Trần Duy Tùng từ thiếu gia, nhà Trần Bắc Hà đến bị can truy nã quốc tế. Không phải ai cũng biết, Trần Duy Tùng vừa bị cơ quan điều tra truy nã quốc tế vì cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài, từng là doanh nhân tiếng tăm ở Bình Định bởi gia thế khủng, thành đạt sớm.
ở Bình Định, không phải chỉ khi bị truy nã quốc tế, mà từ lâu cái tên Trần Duy Tùng, doanh nhân trẻ tuổi đã từng lừng lẫy trên quê hương Bình Định, bởi gia thế và thành công mà ai cũng ước mơ. Năm 2009, Trần Duy Tùng, sinh năm 1985, con trai ông Trần Bắc Hà, thành lập và làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn An Phú, trụ sở tại không... Đấy, đấy một cái giọng đọc đó là con nữ nhé, bây giờ mình thử cái miền Nam xem nào. Đấy thì mình tạo giọng đọc. Thì cái miền cái Nam, cái nữ là các bạn mình chỉ thử cho bạn hai cái, còn có cái thứ khác thì các bạn thử lấy, các bạn tự kiểm tra lấy cái giọng đọc, bạn thích giọng đọc nào, các bạn đọc nhé. Trần Duy Tùng từ thiếu gia, nhà Trần Bắc Hà đến bị can truy nã quốc tế. Không phải ai cũng biết, Trần Duy Tùng vừa bị cơ quan điều tra truy nã quốc tế vì cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài, từng là doanh nhân tiếng tăm ở Bình Định bởi gia thế khủng, thành đạt sớm. Ở Bình Định, không phải chỉ khi bị truy nã quốc tế. Đấy, thì cái này là có cái giọng đọc, đây có thể là tạo một cái giọng đọc miền Trung. Ví dụ như cái miền Trung này, đấy, và cái miền này. Thì cái này ở miền Trung thì các bạn có 6 cái, nhưng mà thường thường ở cái phía bên này, cái phía 4 người Trần này. Trần Duy Tùng từ thiếu gia, nhà Trần Bắc Hà đến bị can truy nã quốc tế. Không phải ai cũng biết, Trần Duy Tùng vừa bị cơ quan điều tra truy nã quốc tế vì cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài, từng là doanh nhân tiếng tăm ở Bình Định bởi ra thế khủng, thành đạt sớm. Ở Bình Đấy, thì đấy là cái giọng đọc nó rất chuẩn đấy, từng vùng miền. Đấy, cái giọng đọc nhưng mà rất dễ nghe, vùng miền nào cũng dễ nghe và giọng chuẩn. Các bạn nên biết thêm bây giờ thế này. Thì cái vấn đề là các bạn tải xuống nhé. Các bạn bấm tải xuống này. Thì sau khi tạo xong thì các bạn bấm tải xuống, tải rất nhanh thôi. Thì đây là nó tải ra màn hình được cốp rồi. Đấy, thì trong khi tải xong thì các bạn nên làm ảnh, thì các bạn làm bằng Photoshop hay là bằng nên làm bằng Photoshop cho nó đẹp, thì các bạn có thể là làm Photoshop chữ viết cũng được, thì các bạn làm Photoshop. Thì như phần trước mình cũng giới thiệu cho các bạn cách làm của người nước ngoài đấy, thì các bạn làm bằng Photoshop hình ảnh, làm ảnh nó đẹp hơn và video cũng được, thì là làm với Photoshop. Rồi xong, bây giờ các bạn làm tiếp tục, các bạn vào một cái phần mềm là Photoshop nhé. Bây giờ các phần mềm Photoshop mình làm những cái video trước rồi đấy, thì các bạn vào cái phần mềm Photoshop, thì các bạn vào để pin nhé, thì các bạn ADD Vizard này. Đấy, ADD Vizard, các bạn bấm container này. Đấy, các bạn bấm container load rồi các bạn theo cái hình thức nào, hình thức theo kiểu này xem. Đấy thì theo kiểu này xem, container này, thì các bạn ADD container này, container này, thì các bạn đưa cái lấy một số ảnh này. Đấy, các bạn lấy một cái số ảnh này đi. Đấy, open. Các bạn lấy số ảnh này nhé, các bạn container review này. Review nhé, nó sẽ load được một tí thôi, một tí là xong. Thì các bạn thì chờ một tí thôi, cái này là mình để chạy nhiều chương trình quá cho nên nó hơi ấy. Đây bây giờ là file này, thì các bạn có thể tùy các bạn đấy, thì có những cái nó làm đấy, theo kiểu đấy, thì theo kiểu nào thì tùy các bạn chọn nhé. Đấy, nó tự động theo kiểu các kiểu, thì các bạn rất đẹp đấy, có nhiều hiệu ứng đẹp lắm, tuyệt vời về làm ảnh, ảnh như cái phim đấy. Ok, âm lê ok. Thì các bạn trích vào đây, cái âm thanh ấy, bạn muốn chèn âm thanh như phần mềm này thì các bạn sao chắc này, này các bạn bấm trích vào đây này, bấm nút nhấn nút vào đây nhé, nhấn nút vào đây thì các bạn ADD này, bấm cái dấu cộng này, ADD show file này, show file ở đây các bạn là mình đây là cái file nãy mình tải về đây này. Đấy, thì tải về đây thì các bạn bấm ok thôi. Đấy thì nó cũng load một tí. Đấy thì ok, trong cái phần này các bạn không phải điều chỉnh gì hết, các bạn bấm ok để load xong. Thì cái load này thì cái này thì nó có tầm để 2 phút đi. Đấy thì nó ra như thế này, thì để cho các bạn dễ đi, để các bạn căn chỉnh làm sao cho nó vừa, cái này cần thiết thì các bạn xóa đi theo cái mức độ của các bạn nhé. Đấy, theo cái mức độ video các bạn xóa thừa cắt đi, thêm chữ các bạn có thể thêm chữ nhé, một cái timeline này các bạn có thể thêm chữ này. Đấy, cái này phải học,
các bạn mà không được, các bạn làm một Camtasia không được. Trần Duy Tùng từ thiếu gia, nhà Trần Bắc Hà đến bị can truy nã quốc tế. Không phải ai cũng biết, Trần Duy Tùng vừa bị cơ quan điều tra truy nã quốc tế vì cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài từng là doanh nhân tiếng tăm ở Bình Định bởi ra thế khủng, thành đạt sớm. Ở Bình Định, không phải chỉ khi bị truy nã quốc tế mà từ lâu cái tên Trần Duy Tùng, doanh nhân trẻ tuổi đã từng lừng lẫy trên quê hương Bình Định bởi ra thế và thành công mà ai cũng ước mơ. Năm 2009, Trần Duy Tùng, sinh năm 1985, con trai ông Trần Bắc Hà, thành lập và làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn An Phú, trụ sở tại 01 Hàng Mặc Tử, thành phố Quy Nhơn. Đấy, thì cái phần này là xong, có cái phần ấy nhé, các bạn vào full bull này, full big này, thì các bạn full big như này, cái tab full big như này các bạn vào video nhé. Phần này là tải lên trang web này, cái này Vimeo này, YouTube luôn này, Facebook luôn này. Thì các này mình cứ làm ra video đi. Thì để các bạn vào video. Đấy, thì các bạn là để chế độ ở đây thì 1080x720. Thường thường là 4K cũng có nhé, các bạn nào làm 4K cũng được. Máy cấu hình tốt thì các bạn làm 4K nhé, có 4K nhé. Thì các bạn để 1080 thì các bạn bấm caret thôi là ra cái video thôi. Đấy. Thì bấm caret thế này là các bạn ra một cái video luôn, được cái video xong. Và các bạn trong cái này các bạn có thể viết chữ này, thì trong cái này thì các bạn viết chữ này. Đấy, thì các bạn đánh chữ đây, chào mừng. Đấy, ví dụ như mình phải để cái phông vini nhé, phông vini nhé, đây phông vini. Chào. Các bạn. Đấy, thì có mời các bạn kéo cái này ra đây cũng được. Đấy, chào. Chào. Đấy, thì các bạn tùy nhé. Thì các bạn ở đây là các bạn có thể là vào filter. Các bạn tạo các cái này hiệu ứng cho nó này. Đấy, cái chữ chạy này, effect thì các bạn sẽ chọn ở từ đoạn nào đến đoạn nào này, effect các bạn chọn chữ chạy này. Đấy, đây các cái đây này theo kiểu nào đấy. Đấy thì các bạn chọn âm đi nhé, thì các bạn xong các bạn ok nhé, ok đây này, đây này, thì đây mình đây này. Trần Duy Tùng, Duy Tùng, Duy Tùng, Duy Tùng từ thiếu gia nhà Trần Bắc Hà đến. Cái này nó hơi dài quá, à quên, 5. Ok. Sau cái tên Trần Duy Tùng, doanh nhân trẻ tuổi đã từng lừng lẫy. Đấy, các bạn, cái này nó ấy, thì nó do quá nặng, các bạn vào tiếp nhé. Xong các bạn chọn 1080 và Care nhé. Đây mình không ấy nữa. Đấy là cho các bạn. Thì cái phần quan trọng chính là các phần làm âm thanh. Thì các bạn lấy tin tức và các bạn có thể viết ra. Đấy, các bạn có thể viết ra cái phần âm thanh để các bạn làm một cái video tin tức cho trong nước đấy, hay nước ngoài. Nước ngoài trong cái video trước mình đã giới thiệu cái phần mềm là cũng đọc tiếng nước ngoài rồi. Các bạn có thể làm tiếng nước ngoài, có thể là hai thứ tiếng. Các bạn có thể một cái lồng ghép vào một cái video để cho người nước ngoài có thể đọc được, nghe được. Người Việt Nam có thể nghe được. Đấy, thì cái video mà làm cho người nước ngoài thì tiếng Anh thì thường thường là có phụ đề luôn, các bạn không phải làm thủ phụ đề. Còn tiếng Việt này thì người tiếng Việt, người Việt nghe được, nhưng mà lại phụ đề các bạn phải làm bằng tay. Còn cái tiếng Anh kia thì các bạn có, người ta nói tiếng Anh chuẩn rồi thì các bạn lại phụ đề lại rất chuẩn. Đấy, cho nên là các bạn phải lưu ý cái vấn đề này. Đấy, các bạn làm theo kiểu nào thì là các bạn làm. Thì như một cái phần mềm như này, các bạn nếu các bạn nào đọc kém hoặc là đọc không được nhiều người, mình cũng không phải là ai cũng đọc được tốt, có giọng đọc tốt thì mình nên dùng cái loại này để cái giọng đọc này. Thì nó các vùng miền, bạn ở đâu thì bạn thích giọng đọc nào các bạn đọc nhé. Thì video mình làm đến đây là hết, thì để mong là các bạn là luôn luôn ủng hộ kênh của mình và cùng nhau phát triển. Để các bạn nếu bạn thấy hay hãy chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới. Mình luôn luôn chia sẻ cho các bạn những cái video bổ ích và thiết thực cho các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.